Quay thêm cảnh chợ xung quanh đúng không? Cây gạo nở rực rỡ. Ok. Bạn có phát biểu gì về cây mộc miên trước mặt bạn không? Mình không biết, mình chỉ thấy hoa mộc miên đẹp thôi. Đây là lần đầu tiên bạn đi thuyền trên sông Nho Quế, bạn có cảm giác như nào? Đây là lần rất nhiều mình đi thuyền trên sông Nho Quế, nhưng lần đầu tiên mình chèo thuyền này. Nên mình cũng hơi hồi hộp. Bạn thấy game này có dễ chơi không? Nhưng mà sau khi test khoảng 2 phút thì mình đã cảm thấy mình có thể bơi ở này. Ôi này, cá bơi ở dưới đất luôn này. Đâu? Nước rất trong và xanh. Trong thì không có cá, người có cá thì cũng có người yêu, nhưng rất sai trời, nhưng nhau với rất trong nhưng mà nhiều cá nhá. Bây giờ mình sẽ bơi về hướng hẻm phức tạp nhá. Ok. Anh có thể cầm điện thoại để cho một người con gái yếu đuối như em. Thế không là ai sẽ quay. Hồi nãy nghĩ đủ rồi đấy.